Đây là thời điểm các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Phước Tài, 23 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vì hành vi vận chuyển chất ma túy vào 13 giờ chiều ngày 16 tháng 1 năm 2019. Lúc này, tổ công tác dưới sự chỉ huy của Công an phường Trường Thọ tiến hành tuần tra trên đường song hành xa lộ Hà Nội. Tại khu vực ngã tư MK, lực lượng chức năng phát hiện Tài đi xe gắn máy, trên xe có treo một con gấu bông loại nhỏ. Nhận thấy có nhiều biểu hiện bất thường, tổ công tác đã yêu cầu Tài dừng xe để kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện bên trong con gấu bông cất giấu 5 gói ma túy dạng đá. Tiếp tục lục soát, công an phát hiện thêm một gói ma túy đá, tổng khối lượng khoảng 50 gram. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận vận chuyển số ma túy từ khu vực Tân Thới Hiệp, quận 12 về quận Thủ Đức để giao lại cho người khác. Tài khai nhận từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.